Không chỉ thiết kế, thi công, lắp đặt, Viettel Construction còn được biết đến là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực vận hành khai thác hệ thống năng lượng mặt trời, mà CME là dự án tiêu biểu có công suất 20,6 MWp được triển khai trên 8 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi triển khai vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ dự án năng lượng mặt trời khổng lồ này. Với ưu thế sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và hiểu biết về sản phẩm năng lượng mặt trời, chúng tôi áp dụng hệ thống điều hành và quản lý dữ liệu tập trung. Từ bộ xử lý trung ương, từng nhân sự kỹ thuật được quản lý, giám sát và hỗ trợ để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng trang bị những công dụng cụ hiện đại nhất như robot thông minh cùng các phần mềm, thiết bị chuyên dụng trong vận hành, bảo trì, bảo dưỡng. Kèm theo đó là công tác đảm bảo an toàn cho người lao động cũng được thực hiện chuyên nghiệp theo chuẩn ISO 45000-2008.